Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh review sách của mình. Và hôm nay thì chúng ta lại trở lại với cuốn sách Địa chỉ Alibaba. Và trong buổi review hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương 9 của cuốn sách. Chương 9 của cuốn sách có tên là Đào tạo cán bộ nhà lãnh đạo. Ai cũng cần phải đào tạo chuyên sâu. Thì chương 9 này khái quát toàn bộ về cái quá trình mà Alibaba làm sao có thể được có những nhà lãnh đạo tuyệt vời như vậy, xuất chúng như vậy, mà những người ngoài nhìn vào thì thấy rằng đội ngũ lãnh đạo của Alibaba thực sự là những người tài giỏi. Mà trong khi đó khi Alibaba thành lập thì chính sách mà là nói rằng là đội nhóm của ông là đội nhóm rất bình thường nhưng mà tạo ra những điều phi thường. Và cụ thể thì cách Alibaba làm thế nào có thể là có được những người phi thường như vậy thì trong nội dung của chương 9 sẽ đề cập cho bạn cách này, làm sao để nâng cao năng lực của nhà lãnh đạo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến nội dung đầu tiên. Nội dung đầu tiên ở trong chương 9 này đề cập đến Alibaba đặt một cái tôn chỉ cực kỳ quan trọng đối với nhà lãnh đạo, đó chính là nhà lãnh đạo cần phải thể hiện rõ năng lực của mình bằng cách là thể hiện qua tầm nhìn, tấm lòng và thực lực của họ. Ba điều này là điều kiên quyết và không thể thiếu một trong ba. Với nhiều cái công ty khi khởi nghiệp thì có thể là họ thiếu vốn này, họ thiếu khách hàng này, họ thiếu những cái nguồn kỹ thuật tiên tiến, thì nhưng mà họ xử lý một cái thứ nhất, đó chính là nguồn nhân lực có nguồn nhân tài có thực lực, và chính những cái đó sẽ khắc phục được cực kỳ đơn giản. Ví dụ như nếu cái nhân sự đó có tài năng thì họ sẽ tìm ra khách hàng, họ sẽ được kêu gọi được những khoản đầu tư mạo hiểm và họ sẽ cải tiến được công nghệ của họ. Và đối với cấp lãnh đạo thì ở Alibaba quan niệm rằng họ là sẽ phải là những người nắm rõ được về giá trị cốt lõi, về tầm nhìn và sứ mệnh của Alibaba. Và điều thứ hai nữa mà nhà lãnh đạo cần phải làm mà trong chương trình này đang giới thiệu, đó chính là cách mà nhà lãnh đạo phải chỉnh đốn đội ngũ của họ, và họ cần phải loại trừ những chướng ngại vật. Và chướng ngại vật mà Alibaba muốn nhắc tới ở đây, hay tác giả hay Jack Ma muốn nhắc tới ở đây, đó chính là những nhân viên lâu năm. Thực sự các bạn nghe không nhầm đâu, những nhân viên lâu năm. Bởi vì là khi là những nhân viên lâu năm thì họ sẽ rất là dễ vào cái mắc bệnh, đó chính là họ chỉ có đắm chìm trong cái công lao ngày hôm trước, đắm chìm trong chiến thắng của những năm trước đó. Và thứ hai, nếu mà họ không có ý chí tiến lên thành những nhà lãnh đạo, hoặc họ không có ý chí phát triển tiếp, thì họ sẽ là những nhà tảng đá cản đường những cái thế hệ kế cận tiếp theo. Họ có nhiệt huyết và họ có cái tư duy phát triển đổi mới hơn. Và Jack Ma thì từng nói với nhân viên rằng là đội 5 năm. Thì các bạn có thể hiểu rằng nếu trong vòng 5 năm mà một người không có bước tiến nào trong công việc của họ thì thực tế thì họ đang sẽ làm cản đường rất nhiều cho những cái công cuộc phát triển của đội nhóm của họ. Và bởi vì lúc này thì nhiệt huyết của họ đã suy tàn và những cái công việc họ làm thì thực tế là hết sức bình thường. Thì đó chính là lý do mà tại sao mà Alibaba đã chú trọng đến vấn đề, đó chính là chỉnh đốn đội ngũ và đặc biệt nào là khai trừ hoặc là loại bỏ những chướng ngại vật trong đội ngũ của mình. Và điều thứ ba nữa, đó chính là ở Alibaba làm rất hay, đó chính là cái chế độ luân chuyển chức vụ đào tạo nhà lãnh đạo tài năng. Tức là khi mà bạn đã giữ chức, đã là một cương vị lãnh đạo thì bạn phải nắm rõ được tất cả các hoạt động, yếu tố hoạt động hoặc là làm việc với các đơn vị khác. Ở Alibaba thì đã có những cái vị mà những cái người đầu tiên khởi nghiệp cùng Alibaba thì đã luân chuyển qua 11 chức vụ khác nhau mỗi người. Tức là họ làm đủ các chức vụ, ví dụ như là nhà bán hàng, là nhà phát triển thị trường, nhà giám đốc nhân sự, hay là giám đốc tài chính, hoặc là giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng. Thì họ đã trải qua tất cả những cái mục này rồi, nên họ nắm được rất rõ những cái gì của mình cần còn thiếu và phải bổ sung. Thì đó chính là lý do tại sao Alibaba có một chế độ luân chuyển nhân sự nó mạnh mẽ như vậy. Và một điều nữa bắt buộc kiên quyết mà trong chương trình này đề cập đến, đó chính là khi mà các nhà lãnh đạo thì họ phải tìm ra những người kế nhiệm của họ, và họ phải đào tạo với những người kế nhiệm, đó là đào tạo một một. Thì có nghĩa là khi mà bạn muốn lên lãnh đạo thì bạn phải có một, bạn phải trong cái tư duy của mình, họ bạn phải sắp xếp nhân sự sẵn, có người thay vị trí của bạn này, rồi là những người mà sau khi mà bạn lên cao hơn thì có những người thay cái vị trí mà bạn đang mong muốn hướng tới. Thì đó là một cách mà cực kỳ hữu hiệu đối với Alibaba. Thì trên đây mình vừa khái quát qua cho 4 phần nội dung chính của chương 9. Và mình thấy chương 9 này rất là hay đối với những bạn nào mà còn có tư duy trên lãnh đạo. Nếu có thời gian thì bạn hãy đọc thật kỹ chương 9 này nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe phần review của mình.